Rồi chào các bạn nha. Tin bụi rồi Sài Gòn hôm nay mình đi qua ngã tư ga các bạn. Đó, bây giờ mình đi trên đường quốc lộ 50 lúc buổi sáng sớm bạn, lúc này là 8 giờ sáng bạn. Hôm nay lâu quá ra đường quay cho bạn xem đường phố Sài Gòn rồi tới tối các bạn. Cách một tháng mấy ngày nữa tới tối các bạn. Tết âm lịch các bạn. Lúc này đường phố Sài Gòn rất đông rồi các bạn, rất đông rồi. Đó, nhạc thì dầm lên các bạn. Một năm đã qua nữa bạn ơi. Không biết năm tới 2024 người dân thế nào các bạn. Cuối năm 2023 vừa qua thất nghiệp quá trời bạn ơi. Bị sa thải rồi cho nghỉ việc rất nhiều luôn. Còn năm mới không biết sao rồi. Còn tháng mấy tới bạn. Đường phố Sài Gòn quốc lộ 50 lúc này rất đông rồi các bạn, rất đông rồi. Nhiều lúc người ta về quê cũng vắng các bạn, bây giờ cái đông rồi các bạn. Bây giờ mình đi lúc này trời cũng nắng rồi các bạn, nắng lên rồi. Ở hai bên đường phố Sài Gòn ở huyện Bình Chánh các bạn, Bình Chánh đường quốc lộ 50 các bạn. Các bạn xem để coi cách buôn bán kinh tế Việt Nam thế nào các bạn. Đây là gần tới ngã tư Nguyễn Linh và quốc lộ 50 các bạn ơi. Lúc này gói gần qua khu dân cư Gia Hòa các bạn. Thank you.
Bây giờ gần 9 giờ các bạn, 9 giờ. Đây trước mắt mình là ngã tư Nguyễn Văn Linh quận Long Biên các bạn. Rồi nói là rồi, nói ra từ quận Long Biên Nguyễn Văn Linh. Giờ mình đi thẳng đường về bên đường Tạo Văn Phủ bạn, để mình đi về ngã tư ga bạn. Đường phố bên đây thì xôn xao hơn tí bạn, buổi sáng buôn bán rất xôn xao bạn. Ở ngoài đường bạn đi đường rất nhiều bạn, ở trong mua bán thì hơi vắng bạn. Khúc đường này rất đông bạn, rất đông. Từ đây lên gói cầu Nguyễn Đường bạn, rất đông. Khúc dưới còn ít, khúc này đây rất đông tại đường Nguyễn Linh nhập vô bạn, nhập vô để quẹo về cầu Nguyễn Đường bạn. Để qua quận 5, 6 các quận bển bạn. Đây là ngã ba Bình Hưng bạn, ngã Bình Hưng thuộc Bình Chánh là Hồ Chí Minh các bạn. Bây giờ mình đi thẳng về trảnh luôn bạn, thẳng về bên ngã tư Tạo Phủ, quẹo Tạo Phủ bạn. Bây giờ mình tới đường Tạo Văn Phủ các bạn, để quẹo phải đường Tạo Văn Phủ các bạn, để mình đi hướng về bên đường Hai Bà Trưng các bạn, để qua cái tư ga các bạn. Đây là đường Tạo Văn Phủ các bạn. Hai bên đường Tạo Văn Phủ các bạn, ở bên kia đóng quán xá đóng ghê mà nhắn rẻ ghê, quán cà phê cũng vắng luôn bạn. Xưa kia quán cà phê mấy quán này rất đông, nay vắng luôn bạn.
đa số nhân viên nhiều, đường phố Sài Gòn cũng này quan sơ luôn bạn, còn một tháng mấy nữa tới Tết rồi, Tết âm lịch của Việt Nam bạn. Đây trước mắt mình là cầu Tạo Quang Bửu bạn. Bây giờ đi ở đây đấy là được. Đường này Dương Quang Đông bạn, quẹo khúc đường Dương Quang Đông để qua đường Thanh Lon về cầu Chánh Hưng bạn. Nó gấp sức bờ đầu hai bên đường rất nhiều bạn, rất nhiều. Đây mình quẹo đường Thanh Lon bạn ơi. Rồi mình quẹo qua đường Phạm Hùng các bạn. Đây trước mắt mình là đường Phạm Hùng. Đây mình đang lên dốc cầu Chánh Hưng các bạn, để mình qua bước qua quận 5 bạn. Đường phố này tối tết là rất đông các bạn, rất đông. Hôm nay mình được nghỉ các bạn, nghỉ ngày ốp để mình đi quay đường phố Sài Gòn cho bạn xem nha. Đây quay tới quận 12 ngã tư ga luôn bạn. Còn cảnh đường phố Sài Gòn lúc gần tết bạn. Rồi mình đổ hết dốc cầu Chánh Hưng bạn. Trước mắt mình là ngã tư đường Hưng Phú bạn, đường Hưng Phú, Phú Phạm Hùng. Rồi bây giờ mình quẹo đường Võ Văn Kiệt thôi.
đây đang xuống dốc cầu để mình xuống đường Võ Văn Kiệt để đi về bên đường 24 các bạn. Đồng sáng người ta đi làm mà lúc này là 9 giờ mà 9 giờ chưa. Rồi mình đi ngang bệnh viện Nhiệt đới các bạn. Nó thuộc nằm trên đường Võ Văn Kiệt các bạn, gần kêu Hầm Tử hồi xưa các bạn. Tưởng học Hầm Tử. Kia nó bệnh viện Chợ Quán các bạn. Bây giờ mình đi tiếp tục bạn, tiếp tục về hướng Bến Bạch Đằng các bạn. Hôm nay ngoài sông thì nước hơi dịt xuống mặt. Sáng nước rộng mà thường thường nước lớn, hôm nay buổi sáng là sao nước rộng nước mà. Đây là cầu kia với bạn, dưới dạ cầu kia các bạn sẽ tiếp tục luôn. Thôi để qua quận 8 rồi các bạn, 8 quận 7 rồi đi hết các bạn, mình tránh được hết luôn. Trước mắt mình là cầu Nguyễn Văn Cừ các bạn. Mình đi cặp bên hông cầu Nguyễn Cừ để mình về Bến Bạch Đằng các bạn. Đây là bên cầu vượt bến cầu Nguyễn Cừ để mình đi về Bến Bạch Đằng. Hai bên sông sông nước có sông nước bạn, hơi gác quá trời với sông thật. Tiếp tục vô luôn. Đây là đường Võ Văn Kiệt lúc sáng sớm, lúc này là 9 giờ bạn, 9 giờ trưa bạn. 9 giờ trưa. Đường phố Sài Gòn lúc sáng sớm như vậy các bạn. Xe chạy ngoài đường rất đông.
Đây là tôi với giả cầu ông lãnh đó bạn. Để cầu lãnh chịu giả cầu để đi tiếp tục về với Bạch Đằng. Rồi đi cặp bên cầu bên đây bạn, cặp bên cầu bên đây sát rồi xong mình đi về hướng bên Bạch Đằng được bạn. Rồi để già thẳng luôn thì qua bên hầm Thủ Thiêm bạn. Già thẳng luôn không có đường quanh lại bạn. Đó, đi đường này để qua đường Tôn Thắng các bạn, Tôn Thắng có Bạch Đằng. Nếu giờ thẳng luôn mà không quay được, không có chỗ quay lại, chỉ đi thẳng xuống hầm luôn bạn. Hầm sông Sài Gòn bạn, hầm vượt sông bạn. Có đầu tiên ở Việt Nam bạn. Bên đây ở cầu trăm mét đổ xuống mà đó. Đi cặp bên sông đó bạn, cặp bên sông cầu Khánh Hội bạn, để mình đi về hướng Bạch Đằng. Đây là trước mắt mình là bến Bạch Đằng các bạn. Đó, còn cảnh bến Bạch Đằng lúc sáng sớm lúc này là 9 giờ sáng các bạn. Người dân vừa hết mà vừa hết, có đi ra về có ăn Tết rồi bạn. Hôm nay qua ở đây chưa làm gì các bạn, đường xa rồi chưa làm gì hết. Chỉ còn một tháng mấy nữa có Tết thôi. Giờ mình chuẩn bị quẹo về quận Hai Bà Trưng bạn. Để mình đi thẳng qua ngã tư ga quận 2 bạn. Đây là tượng đài Trần Hưng Đạo.